việc đó. Hallelujah. Con. Dạ thưa cha, con là Teresa Nguyễn Thị Nguyên, con ở giáo xứ Đồng Tiến. Hôm nay con đến cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho mẹ của con ngày một khỏe mạnh hơn. Mẹ con bị gai cuộc sống mười mấy năm. Khi mẹ con ở Việt Nam thì đã mổ, nhưng mà qua bên Mỹ thì vẫn chưa gặp được bác sĩ giỏi, thì mẹ con bị sốt, ngủ không có được suốt đêm 2-3 tháng. Thì mẹ con gọi điện về nói chuyện với con thường xuyên, thì mẹ con có biết là lòng thương xót của Chúa, thì mẹ con nhờ con tới đây cầu nguyện. Thì sau khi cầu nguyện một lần con tới đây thì mẹ con đã khỏe hẳn, không có sốt và ngủ được. Dạ, mẹ con là Katarina Trần Tị Hòa, mẹ con đang sống ở bên Mỹ ạ. Dạ, mẹ con năm nay 69 tuổi ạ. Tại sao con là một người trẻ ở giáo xứ Đồng Tiến, quận 10 đúng không? Vâng, mà sao con biết được ở mãi đây con chạy xuống, thay vì đến nhà thờ Đồng Tiến to, cao, đẹp, rực rỡ, cha lên nhà thờ Đồng Tiến dâng lễ, mà nhà thờ chứa được khoảng 2.000 người ở trong nhà thờ, nếu mà nhắc hết khoảng 2.500, rất to, rất đẹp. Còn cái cung thánh của nhà thờ Đồng Tiến to hơn cái nhà thờ này, rộng, cả nhà thờ này không bằng một cái cung thánh của nhà thờ Đồng Tiến đâu, rộng lắm thưa anh chị em. Sao con biết ở đây? Dạ, hồi xưa là con biết cha Long hay đi giảng đó, là con hay đi lễ là con biết cha Long rồi. Nhưng mà con không có biết là cha ở đây, giáo điểm mượn này, có thời gian con đi kiếm nhà, con không biết ở đâu hết. Con nói tính nhà thờ Chí Hòa con kiếm. Thì mẹ con vô tình ở bên Mỹ là có một người bạn về Việt Nam, thì tới cái lòng thương xót này cho một cái cuốn, cho một cái cuốn sách với là một cái băng. Thì mẹ con nghe, mẹ con mới điện về nói con là thôi con đi tới lòng thương xót xin cho mẹ. Thì con mới tới đây con xin cho mẹ, thì mẹ con được ơn như vậy. Thưa chị em, Chúa làm lạ. Cái con ở ngay Đồng Tiến mà tôi dâng lễ ở đó mà lại không biết ở Nhà Bè. Mẹ nó bên Mỹ, mẹ nó lại biết, mẹ nó bảo nó mà con đến Nhà Bè xin cho mẹ. Nó đến Nhà Bè nó xin cho mẹ rồi mẹ được ơn. Tôi thấy Chúa làm lòng vòng vậy. Hallelujah. Đây con gửi cho mẹ con nha. Cuốn vòng tay Mân Côi, cái máy 300 bài giảng gửi sang Mỹ cho cái ông Tổng thống Mỹ nha. Đây là cái quạt, rồi móc khóa chẳng chuỗi. Ông ấy đang là muốn hòa bình, chỉ có lòng thương xót Chúa mới đem lại hòa bình thôi. Bao nhiêu cuộc hội nghị chả có hòa bình được thế đâu. Rồi, đây là tấm ảnh nữa, rồi mẹ con muốn nhắn gì nói. Mẹ con xin cha cùng cộng đồng cầu nguyện cùng mẹ con là cho anh chị em của con sớm được đoàn tụ với mẹ bên Mỹ. Tại vì mẹ con ở đó 6-7 năm rồi, mẹ con buồn nhớ tụi con đang chờ giấy tờ. Rồi, mời bà.